Thank you for coming to our 6th annual spring concert sponsored by the Oka Vietnamese Cultural Center and Oka Productions. My name is Kevin Hoa Nguyen. Và tôi tên là Phạm Hiền Diệu Thúy. And we are delighted to be your MCs today. Thúy will be presenting the program in Vietnamese, and I will be doing the English portion. Kính thưa quý vị, tôi là Phạm Hiền Diệu Thúy và người MC lịch lãm đứng cạnh tôi là anh Kevin Khoa Nguyễn. Chúng tôi xin chân thành cảm tạ quý vị đã đến ủng hộ chiều nhạc Thi Ca và Sử Việt 2 do Trung tâm Văn hóa Âu Cơ tổ chức. We have a great program for you today featuring a number of talented professionals as well as a younger generation of aspiring artists. We are excited to welcome back Ms. Vanessa Vung An Vo, a master musician, and Mr. Danny Nguyen, a professor of dance, both with accomplished resumes. We also have the amazing Pacific Music Associations joining our program for the first time. In addition, we're also proud to introduce you to the young, talented performers from Oka Productions, a subdivision of the Oka Cultural Center. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị các nghệ sĩ tài danh và những bạn trẻ trong nhóm thanh thiếu niên Oka. Một lần nữa, quý vị sẽ có dịp thưởng thức tiếng đàn tranh mê hoạt của cô Võ Vân Ánh và những điệu vũ điêu luyện của giáo sư Danny Nguyễn. Ngoài ra, chúng tôi cũng được hân hạnh giới thiệu đến quý vị một nhóm nhạc trẻ của Nhạc viện Thái Bình lần đầu tiên đến với chúng tôi, và dĩ nhiên chúng tôi cũng không thể nào thiếu sót sự góp mặt của nhóm thanh thiếu niên Âu Cơ. Tonight's theme is Vietnamese art and history. When referring to Vietnamese history, we usually think of it some 4,000 years of long struggle for survival and independence. Our history books are filled with heroes and warrior kings. Our literature is full of poems and writings of the suffering of war and the pain of separation. In the same vein, our music also expresses these same themes throughout different periods of our long and rich history. One of the most well-known musical instruments from Vietnam is the Vietnamese zither, the dang tran. This beautifully crafted wooden instrument is capable of producing an amazing range of sounds, from haunting melodies to lighthearted tunes to fierce rhythmic beats. Kính thưa quý vị, chủ đề cho chiều nay là thi ca và sử Việt. Khi nói đến sử Việt, chúng ta thường liên tưởng đến một chuỗi dài lịch sử 4.000 năm với nhiều tháng năm thăng trầm và chiến loạn. Thi văn của ta cũng có nhiều tác phẩm nói về sự đau thương của chiến tranh. Song song với đó, âm nhạc của chúng ta cũng chuyển tải nhiều nốt nhạc buồn. Và giờ đây, chúng ta sẽ được dịp nghe tiếng đàn tranh réo rắt của những âm điệu quê hương này. For those of you unfamiliar with the Vietnamese dang tran or zither, it was a widely used instrument around the 10th century during the Li and Tran dynasties. However, the zither is believed to have existed even earlier than that. The dang tran originally had 16 silk strings, but today traditional musicians use ones with 17 strings, although some may have up to 22 strings. Đàn tranh đã xuất hiện vào thế kỷ thứ 10 vào cuối triều đại nhà Lý hay đầu nhà Trần. Tuy nhiên, cũng có nhiều dấu tích cho thấy nhạc cụ này có xuất xứ còn xa xưa hơn nữa. Đàn nguyên thủy có 16 dây tơ, vì thế nó còn gọi là đàn thập lục. Nhưng đến giữa thập niên 1950, thì ông Nguyễn Vĩnh Bảo, giáo sư trường Quốc gia âm nhạc Việt Nam, đã cải biến dây đàn này bằng cách thêm một dây. Từ đó, đàn tranh 17 dây trở nên thông dụng, mặc dù cũng có những cây đàn tranh với 22 dây.
Our first act is a special one comprised of performers of all ages, ranging from 11 to 70s. These performers have been studying the zither with a passion, and they will bring their beloved traditional music to start the program this afternoon. The ensemble will play three folk songs from three distinct regions of Vietnam. The first song is Trống Cơm, a well-known folk song from the north. Second will be a folk song from the central region called Tùng Quang Đăng Đàn. And the third will be a folk song from the south called Khổng Minh Tỏa Lầu. Để mở đầu cho chương trình hôm nay là tiết mục đặc biệt, nhóm đàn tranh sử Việt sẽ mang đến cho quý vị những bản nhạc cổ đặc trưng của đàn tranh. Bài đầu tiên là Trống Cơm, một bản ca, bản nhạc dân ca rất quen thuộc với người dân miền Bắc Việt Nam. Kế đó là bài Tùng Quang Đăng Đàn, dân ca miền Trung. Và bài thứ ba là Khổng Minh Tọa Lầu, dân ca miền Nam. Ladies and gentlemen, please give a warm round of applause for the Sử Việt Zither Group led by Vanessa Vaugh. Trống cơm ai vỗ nên bông, khen ai khéo kết nợ duyên tan bồng. Sầu nắm ở Huế, yêu trời Huế, yêu nước dòng hướng chẳng hiền hòa. Thank you.
nhớ đến chiến binh lòng nghĩ cảm thương, vất vả suốt năm gìn giữ quê hương. Người anh hùng da ngựa bọc xương, ngày đêm dầm nắng chẳng than tiếng nào. Next, we have a solo performance on the dangbo, a single-string instrument by Christopher Hung Lam. Christopher is 14 years old and has studied the dangbo for 3 years. He has also been a student at Oka's Vietnamese language program for 8 years. Christopher will be playing a song arranged by Vanessa Vaugh. Màn kế tiếp là em Christopher Hung Lam. Em năm nay mới 14 tuổi. Và em đã theo học đàn bầu được 3 năm vừa qua. Em là học trò của Âu Cơ, trường Việt ngữ, cho 8 năm vừa qua. Và sau đây em sẽ trình bày một bài hát đã được sáng tạo bởi cô Vân Ánh. Thank you.
Thank you, Vanessa, Christopher, and the Dang Dan players for that moving performance. At this time, we'd like to take a moment to recognize and thank the sponsors of today's event. Our thanks go to the Zellerbach Foundation, the William Hillett Foundation, the Wallace Alexander Gerbold Foundation, the San Francisco Arts Commission, and the San Francisco Arts Council. The support of these sponsors allows us to continue to promote and showcase local community performers and artists. Our deepest gratitude also goes out to Asian Week Foundation, Saigon Films, and several Vietnamese news organizations, including Việt Vùng Vịnh, Báo Mõ, Thời Báo, và Sống Mới. We also like to thank Ms. Thu Nguyệt from Thu Nguyệt Designs, who created many of the outfits you see today. And last, this too. And last but not least, we'd like to acknowledge community supporters, including Evergreen Garden Restaurant. Thank you all so much for your continuing support. We'd now like to welcome to the stage the Executive Director of the Oka Vietnamese Cultural Center, Ms. Chi Kim Tran. Cảm ơn Kevin và cảm ơn các công ty cùng những hội đoàn đã hỗ trợ cho chúng tôi. Sau đây, cô Trần Tiết Kim Chi, Giám đốc điều hành Trung tâm Văn hóa Âu Cơ và Âu Cơ Production có đôi lời gửi đến quý vị. Kính chào quý vị. Sao mà ngộ ghê đó, mỗi lần mà tôi đứng lớp á, thì tôi không có run. Mà tôi đứng trước mặt quý văn khách đây tôi run quá. Kính thưa quý văn khách, tôi xin phép đại diện cho Trung tâm Văn hóa Âu Cơ và Âu Cơ Production. Cảm ơn quý vị đã đến ủng hộ cho chương trình nhạc, thi ca và sử việc của chúng tôi. Chúng tôi biết có nhiều vị phải đi xa, có người từ Sacramento, San Jose hay Mill Valley đến đây. Sự ủng hộ nhiệt tình của quý vị đã làm cho chúng tôi xúc động và rất là phấn khởi. Trung tâm Văn hóa Âu Cơ được thành lập đến nay đã hơn 28 năm với một mục đích cao quý là bảo tồn và phát huy văn hóa và phong tục của người Việt chúng ta ở hải ngoại. Từ hơn 5 năm nay, trung tâm đang phát triển nhanh và mạnh. Trung tâm hiện nay đang có 4 chương trình riêng biệt: chương trình Việt ngữ, dạy tiếng Việt và văn hóa Việt. Chương trình cho các vị cao niên gồm có dưỡng sinh và chia sẻ kinh nghiệm cho thế hệ trẻ. Chương trình thanh thiếu niên để các em sinh hoạt và học tập. Và chương trình phát triển văn hóa và nghệ thuật để tạo cơ hội cho nhóm trẻ hoạt động cùng với những cộng đồng bạn, với mục đích học thêm kinh nghiệm và trau dồi khả năng lãnh đạo. Như quý vị thấy, chúng ta cùng đến đây nghe nhạc, đó là do công sức của các em thanh thiếu niên và Âu Cơ Production đứng ra tổ chức và tập luyện. Để chúng ta có một buổi chiều Chủ nhật thật hoàn hảo. Nếu chúng tôi hay các em có điều gì sơ sót, xin quý vị bỏ qua cho. Một lần nữa, chúng tôi xin cảm ơn tất cả quý vị, các hội đoàn và những nhà bảo trợ cho chương trình hôm nay. Ladies and gentlemen, we would like to welcome you to our cultural show today. Your presence here means so much to us. I understand many of you have to drive long distance to get here. Some of you are from Sacramento, San Jose, or Mill Valley. You give us the inspiration to continue on our mission to preserve and promote the Vietnamese heritage.
to our younger generation. In fact, the show today is mostly planned and carried by our youth group and our co-production. We would like to thank you and hope that you will enjoy the show. Thank you, Ms. G. And now we'd like to introduce you to an amazing person. He is a professor, a dancer, and choreographer. His name is Danny Nguyen. Danny has been called one of the best creative choreographers in the San Francisco Bay Area. He has devoted his life to pursuing his passion of dance and teaching dance, and manages his own studio at the College of Alameda. Danny is the founder of the dance troupe called the Nguyen Dance Group, and his group has performed nationally and internationally. Bây giờ chúng tôi giới thiệu đến quý vị một người tài hoa. Anh là một giáo sư đại học, một vũ sư, một nhà biên đạo có tầm vóc quốc tế. Anh Danny Nguyễn hiện đang dạy tại trường Đại học Alameda và cũng là người thành lập đoàn vũ Nguyễn Dance Group và đã đi trình diễn nhiều nơi. The song that the Nguyen Dance Group will be performing to is titled Hương Xưa, composed by Cung Tiếng, one of the legendary musicians and composers of Vietnam in the pre-war era. Vũ đoàn Danny Nguyễn sẽ đến với quý vị qua vũ điệu múa lụa theo dòng nhạc của Cung Tiến. Nhạc sĩ Cung Tiến sáng tác bài Hương Xưa theo phong cách trữ tình lãng mạn của loại nhạc tiền chiến Việt Nam. Ladies and gentlemen, may I present Danny and his dancers. Thank you.
Thank you, Danny and dancers. What a beautiful performance. Back to the music. Our next act, the Phusa group specializes in a very traditional genre of Vietnamese music. They sing a northern style of folk music called Quang Hoa Bac Ninh. Which originated in the city of Bac Ninh, North Vietnam. It was originally a form of musical dialogue between men and women during festival time. Quang Hoa has a long history dating back to the Lý Dynasty in the 11th century and was often used in courtship. The old Vietnamese tradition, like many others, regarded courtship as a long, drawn-out affair full of ceremonies and decorum, not at all like today's norm of abbreviated texting and tweeting selfies. Nếu quý vị ở đây có ai thắc mắc là giọng Bắc của Thúy từ đâu ra, thì xin quý vị biết đó Thúy là quê ngoại là ở bên Bắc Ninh. Để trở lại chương trình, nhóm Phù Sa sẽ trình diễn hai bài hát Quan Họ Bắc Ninh. Nói đến quan họ thì phải nói đến lịch sử, vì lối hát quan họ đã được phổ biến vào triều đại nhà Lý thế kỷ thứ 11. Quan họ là sự đối đáp giữa nam nữ qua thi ca, qua những buổi vui chơi hội ngộ. Tương truyền rằng những vua nhà Lý thường đi di giá bằng thuyền rồng từ kinh đô Thăng Long về kinh Bắc, là đất tổ tiên của dòng họ Lý. Tại đây, vua và quần thần cùng với đại gia tộc dòng họ Lý tổ chức yến tiệc linh đình, vừa ngâm thơ vừa hát sướng. Có lẽ tên của thể điệu hát này xuất phát từ chữ Quang Viên Họ. Hôm nay chúng ta có dịp nghe hai bài Quan Họ, Khách Đến Chơi Nhà và Còn Duyên. Ladies and gentlemen, very few artists today can sing this style of traditional Vietnamese folk song. And here is the Phù Sa group in two songs of Quang Hoa Bac Ninh. Say
con không, đây em vẫn đi ở không. Em là con không, đây em chưa có chồng, đây em chưa có ai. Tình à tình, tình 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 tình, à hơi à, hư hơi hư, à là hư hơi hư. Còn duyên là duyên ngồi gốc, là gốc cây thông. Hết đi duyên là duyên ngồi gốc, gốc cây hồng là hồng hái hoa. Có yêu nhau sang chơi cửa chơi nhà, cho thầy là thầy mẹ biến, để đuốt hoa cho hoa tình ngày. Tình à tình, tình 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 tình, à hơi à, hư hơi hư, à là hư hơi hư. Còn duyên là duyên ngồi nụ, nụ ban hoa. Hết đi duyên là duyên ngồi gốc, gốc cây đa chứ đã đợi chờ. Đừng thấy em lắm như bạn mà tuy rằng em lắm bạn, nhưng em vẫn chờ. Tình à tình, tình 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 tình, à hơi à, hư hư à là hư hơi hư, hư hơi hư à là hư. Thank you, ladies of the FUSA group. What a treat. Tui, it has been a long time since I've heard someone sing Quang Hò. Cảm ơn Khoa. Và tôi cũng rất cảm ơn nhóm và FUSA đã mang bài Quang Hò đến chương trình hôm nay, vì nó làm cho Tui bồi ngồi nhớ tới quê ngoại ở Bắc Ninh. Và xin tặng nhóm Phù Sa mà câu hò mà Thúy thường hay nghe là Người ơi, người ở đừng về. Cảm ơn quý vị. Quý vị đã nghe những bản dân ca được trình tấu qua chiếc đàn tranh và đàn bầu. Nghe rất hay nhưng không thấy lạ. Bài đầu tiên mở đầu cho chương trình hôm nay là bài dân ca Trống Cơm, rất quen thuộc của miền Bắc. Nhưng bây giờ, chúng tôi sẽ mang đến một ngạc nhiên cho quý vị. Trống Cơm sẽ được trình diễn bằng đàn violin. Violin là một nhạc cụ cổ điển của Tây Phương mà ngày hôm nay sẽ tấu khúc Việt. Đó cũng chính là ý định của Nhạc viện Thái Bình muốn cho thấy âm nhạc không có biên giới. Since the program began, we have seen performances on both the zither and the monochord. You may remember that our very first song of the program was Trống Cơm, played by a Vietnamese ensemble. While it is nice to hear traditional musical instruments playing traditional songs, it can be eye-opening to hear Trống Cơm performed on violin, widely regarded as the king of Western musical instruments. Joining us from San Jose, the Pacific Association will use Western instruments to play folk songs from various countries of the world to show us that music is truly a universal language. Up next, performing a number of folk songs from countries around the world and joining us for the very first time, please welcome the Hot Peppers.
Thank you, the hot peppers. They are so cute and young and talented. I could never play like that. My mom asked me to stop. Here they are again, the hot peppers. Okay, we're back. Thưa quý vị, nhóm trẻ vừa qua, tiếng Mỹ gọi là hot pepper, Việt Nam mình lại gọi là trái ớt cay. Nhưng mà các em còn quá bé nên chắc mình phải gọi là trái ớt hiểm. Xin quý vị một tràng pháo tay thật lớn để kích lệ tinh thần cho các em. Kính thưa quý vị, màn trình diễn sắp tới có lẽ là màn mà quý vị đang trông đợi, nhất là một số quý vị cao niên ngồi ở mấy hàng ghế đầu. Vì thì giờ eo hẹp, chúng tôi chỉ có thể mang đến cho quý vị một trích đoạn của tuồng cải lương Trọng Thủy Mỹ Châu. I know there are many people in the audience who have been waiting for this next act. In particular, people in the front rows. My mom, my aunt, who is 83, 84. Our next act is a short segment of a popular traditional Vietnamese opera, a musical genre called cải lương. Due to time constraints, we can't perform the entire play, but we'd like to think that we're presenting the best act of the play called Trọng Thủy Mỹ Châu. Đã rẽ sang một khúc quanh nghiệt ngã.
chiếu chỉ này chiếu ta về, chiếc áo kia lưu ta ở. Đuổi thiên nga sắp gặp cơn giông tố, biết ta có còn giữ được đôi cánh thiên nga. Mỹ Châu, Mỹ Châu ơi, ta với nàng rất gần nhưng lại rất xa. Chính nàng đã thật sự đưa hồn ta giải thoát. Phụ hoàng, phụ hoàng chỉ mang đến cho ta nhiều quyền lực. Mỹ Châu, Mỹ Châu đã cho ta biết thế nào là hạnh phúc của tình yêu. Có còn là ta chăng? Có còn là ta chăng? Trong những đêm trường làm con tinh vong quốc, bên cạnh người vợ hiền vốn là kẻ thù không đội trời chung. Nhẹ đôi chân ngắm chốn loan phòng, phụ vương ơi sao nỡ ép con làm điều tôi nhục. Ôi ta chẳng nhớ đến quê hương, trong khói sương mịn mùng đâu ánh trăng êm đêm mà ngày nào ve vuốt tim ta. Đây ánh trăng quê người làm lạnh lùng giá băng lòng ta. Gửi hồn ta vào trong lòng chiếc lá, suối ơi đưa tình, tình ta theo lá đến quê hương. Biết chẳng chốn đây ta buồn hận trời đảo điên buồn quay. Mỗi duyên tống tơ bé bàn ngày nào mới mong bên đây. Em hãy nhìn xem, trăng đêm nay sáng quá, đã làm ta biết được đến những mùa trăng khi ta còn ở quê hương. Trăng ở hai nơi mà cũng khác nữa sao chàng? Khác chứ nàng. Mẹ Châu ơi, sông bên em đầy than giới ngày, ta quên cả gió trời sông bề. Ta chưa thấy chàng trai nào đi ở rể lại lận đận như ta và chim. Bền chặt âu là phi ngung cõi bờ xa trắng, nguyệt lão xe duyên trong khoảng khắc lại về đôi bỏ tình như vậy. Anh là sao trời soi sáng tình em, dẫn anh dẫn cả mùa xuân. Bị châu ơi tình tha thiết dù cho thế gian giật đôi sao trời. Em vì chung một đời tấm chung tình rạng ngời. Mặc cho trời giông tố ấm êm
sao phượng cá cung đình, hạnh phúc đôi mình như bóng với hình. Mị Châu ơi, em thấy chắc lòng ta đang bối rối, chẳng thể nào cùng chung một con đường. Anh về thăm sức khỏe của phụ vương, về cố quốc chuyện này cứ vội vã. Mị Châu, Mị Châu ơi, đường xa chẳng may xảy đến chuyện không lành, để chồng thủy ra đi, không bao giờ trở lại. Không, chồng thủy, chàng đừng nói những điều không may ấy. Không, không có tai họa nào xảy đến với chàng đâu. Mị Châu, vì trọng thủy muôn đời là của mị. Châu chàng đi mau về, kéo em giờ rõ nhớ mong dầm nàng trong tuổi. Mị Châu, Mị Châu ơi, đường quán sang muôn trùng trong gian góc. Em hãy vững tâm chờ đợi, nay chia tay mai hồi ngộ tao phùng. Giấc mộng tao phùng tràn về phiên ngôn em người tỷ chung cùng anh số kiếp qua nở rồi tàn trao còn rồi quyết người gần ly. Biệt bèo hợp rồi tan mây nước quang sang kia cắt dầm quang hà. Nơi dù tôi về bên đêm mắt chẳng lẽ ngờ lòng gương soi mặt nước mây chở sầu. Thank you.
sanh muôn đời chung vui. Lòng anh trong sương gió chân trời, anh đi dương dấn từng sợi nhớ. Em ở nhà buồn mấy sợi thương, nhớ thương bờ bên người yêu nhỏ. Thương nhớ muôn đời ta có nhau. Mỹ Châu. We will change the tempo a little bit with our next act. In Hue, the capital city of the Nguyen Dynasty, one of the most memorable events was the annual Lantern Festival, or Đêm Hoa Đăng. During this festival, eligible young men had an opportunity to meet the young ladies of that time who were quite sheltered
and were not allowed to venture far from home, from their homes. For a young lady of that time, the Lantern Festival was a much anticipated event where she hoped to catch the eye of a handsome young man. Để thay đổi không khí, nhạc kịch Đêm Hoa Đăng sau đây sẽ gợi lại hình ảnh của một đại gia thế tộc của Kinh Đô Huế. Hàng năm, lễ hội đèn tại Kinh Đô được tổ chức linh đình và tạo dịp cho nam thanh nữ tú hẹn hò vui chơi. Ngày xưa, tiểu thư quê khác thì bị kiềm giữ trong những gia trang to lớn, rất ít có cơ hội được rong chơi ngoài phố. Họ chỉ mong đến ngày lễ hội đèn để có một công tử đến mời đi xem hội. Ladies and gentlemen, here comes Đêm Hoa Đăng. Chẳng dù ai góc bế chân trời còn ghi nhớ mai đêm này tình yêu như đã đông đầy kỷ niệm xưa vẫn còn đây. Thank you.
gớm cả vầng trăng, làm thơ xin gửi tặng người tình xưa. Không biết bấy chữ sông kia có nhớ bên bờ, cũng đành chỉ là mộng mơ. Khúc hát nghe thương nét son vàng, gấm hoa lùa làng, vườn nào hoang hát lên theo đàn, ca múa rộn ràng bên hoài dương lần vầng trăng dâng tàn. Cùng vui với đêm hoa đăng, ngày mai biết còn gặp chăng. Dù ai góc bế trăng trời còn ghi nhớ mai đêm này, tình yêu như đã đông đầy, kỷ niệm xưa vẫn còn đây. Còn ghi nhớ mai đêm này, tình yêu như đã đông đầy, kỷ niệm xưa vẫn còn đây. I hope you enjoy that act, Đêm Hoa Đăng. The culmination of many months of hard work by our Oka youth group. Well, to keep the element of surprise, we did not elaborate in the introduction of that previous act, Đêm Hoa Đăng. But as you saw, the underlying theme of the Đêm Hoa Đăng performance was similar to that of Cinderella, exploring the universal idea of inner versus outer beauty. The beautiful younger sister is so confident in her outer beauty that she has neglected to develop desirable characteristics such as grace and humility. When a very eligible young man came to call, he quickly realized that instead of the younger sister, the older sister was the person who had all the qualities that he desired. Để tóm lược màn nhạc cảnh vừa qua mà quý vị vừa được thưởng thức, đó là câu chuyện đã được dựa theo chuyện Tấm Cám mà trẻ con nào ở Việt Nam cũng biết. Cô chị thì ngoan hiền và đảm đang, nhưng ngược lại, cô em thì chỉ giỏi làm dáng và lười biếng. Khi anh công tử đến mời đi lễ hội, thuộc cô em nghĩ rằng mình sẽ chắc chắn được mời vì mình đẹp hơn cô chị. Thế rồi, chàng trai ấy lại là người biết quan sát nên đã chọn cô chị. Hẳn quý vị đã không quên câu tục ngữ Việt Nam mình hay nói rằng cái nết đánh chết cái đẹp. Câu ca dao nào cũng có những ý bóng ý đèn. Thúy nè, we live in such a culturally diverse area where culture shows abound.
What is it that makes our show different? Chương trình mình có những cái gì đặc biệt? Kính thưa quý vị, đặc điểm của những màn văn nghệ của Âu Cơ là đào tạo các mầm non, thanh thiếu nhi Việt Nam có cơ hội học hỏi văn hóa Việt và được phổ biến tài năng trên sân khấu, cũng như tập sự tài điều khiển trong hậu trường. Tất cả cũng ngoài mục đích duy nhất là bảo tồn văn hóa Việt Nam tại hải ngoại qua thơ văn nhạc kịch. Sau đây, chúng tôi xin mạn phép mời 4 mầm non trong nhóm Cây Nhà Lá Vườn lên sân khấu để quý khán thính giả có dịp tiếp kiến về các em qua cuộc phỏng vấn sau đây. To reiterate what Thuy just said in Vietnamese, what makes our show different is the collaboration of professional performers with our very own homegrown students and members of the Ochre Youth Group. All of the young performers you see today are not trained professionals. They are regular teenagers who have a common goal of preserving their heritage in song and dance. Speaking of Ochre's homegrown members, I'd like to welcome to the stage 4 members of the Ochre Vietnamese language program. Thank you. Language and culture program. At this time in our program, we had planned somewhat of a different introduction. We naturally want to feature all the young members of the center, but we also have planned to perhaps let you know the backstage production, the production team of today. And of course, they are very shy, they're very backstage, and they don't want to come up. They want us to feature the younger members. So we'd like to take a few minutes to interview these 4 young ladies from one of our arts and cultural off script. Vì tuổi các em tuổi trẻ và tài cao và sinh ra tại Mỹ nên không em nào biết nói tiếng Việt. Mặc dù các em đã học Việt tiếng Việt từ mấy năm nay, nhưng các em cũng hơi còn mắc cỡ. Cảm ơn cô Hằng. Nên tôi được mạn phép thông dịch cho các em một cách vắn tắt và gọn gàng. The 4 young ladies we have here, it's Chrissy, Paulina, Nasia, and Novia. Yes. What we like to show is that these 4 young ladies are of mixed heritage. They have one parent who is Vietnamese or part Vietnamese, and for one reason or another, really want to explore and discover their own heritage. The 3 families come from San Jose, Mill Valley, and I think one from San Francisco, right? But they come every week to the center. I even heard that they requested their teacher to extend the classroom by 1 hour every week. So first, I'd like to ask Chrissy. So Chrissy, again, I'd like for you to share with our community and our audience here, what is it about the Ochre Cultural Center that you like, and what have you learned from it? Well, at first, I was very nervous upon starting it because during the summer, it was a lot smaller and there were very few people. And, well, it was nice to have all of my friends and my family be with me. But then as the
days went on, I got to know a lot more other people, and they turned out to be really nice, and I really like that. But I also like what we learn, like the way that we learn languages. It's very quick, and you can remember everything that you learn, like, oh yeah, I remember this because you said it before, or something like that. Thank you, Chrissy. Paulina. What I already know, I think, the reasons that you are interested in discovering your heritage. Perhaps you, do you have a story or something that you can think of that happens in the classroom that you may want to share with the audience? No. What about Nasia and Novia? I'm sure all the Saturdays here you can think of something. No, they're shy. Oh yeah. Okay. She's nervous, just like me, so give her a lot of love and support. Just a few days ago, like, we had our class yesterday, and because we were preparing for this performance, class ended early, and our culture teacher, Gohang, wasn't there to teach us. So then our language teacher, Gohang, took over, and we were talking about the different genres of music and then, like, writing, and we started talking about Harry Potter, because one of the other students in our class is reading Harry Potter in Vietnamese. So we were having discussion in that, and we were incorporating Vietnamese words in. Like, we learned some phrases in Vietnamese, such as, like, ma, which means, yeah. Thank you very much. Well, we don't want to put the other two on the spot too much. We had hoped to also introduce one of our TAs, who is also a choreographer of one of the later acts, and perhaps two of the children that you saw earlier from the Pacific Music Associations. But since we are running a little behind, I'd like you to give a round of applause to these four young ladies who... So for the next act, we bring back the traditional musical instruments of Vietnam through the musical stylings of Miss Vanessa Vaugh. Miss Vaugh is a very accomplished musician who is a graduate and former professor of the National Music Conservatory of Vietnam. She is a past winner of Vietnam's National Dang Dan competition. Her achievements also include a 2009 Emmy Award and the New Orleans Film Festival Audience Award. Her recent album was one of those selected as top 50 of the year by NPR, National Public Radio. Ms. Vaugh is also currently teaching Vietnamese zither and monochord classes at Oka Culture Center every Saturday. Kính thưa quý vị, trở lại sân khấu trong tiết mục kế tiếp. Cô Võ Vân Ánh sẽ cho chúng ta thấy sự đa dạng của nhạc cụ cổ truyền chúng ta. Cô Vân Ánh tốt nghiệp Học viện Âm nhạc Việt Nam và cũng là giảng viên của trường. Cô đoạt giải nhất trong cuộc thi đàn tranh toàn quốc tại Việt Nam, giải thưởng quý giá Emmy và New Orleans Film Festival tại Mỹ. Vừa mới đây, chương trình NPR đã chọn album mới nhất của cô vào top 50 album hay nhất trong năm. Cô Vân Ánh hiện đang có lớp dạy đàn tranh và đàn bầu tại Trung tâm Văn hóa Âu Cơ. Cùng đồng tấu với cô Vân Ánh là cô Savannah Cholak, Mokoto Honda và anh Chimi Nakagawa sẽ trình tấu bản nhạc The Legend do chính cô sáng tạo. Accompanying Ms. Vaugh this afternoon are three performers, Savannah Lojack, Mokoto Honda, and Chimi Nakagawa.
This afternoon with Ms. Lojack, Ms. Honda, and Mr. Nakagawa, Mr. Nakagawa's accompaniment, Ms. Vaugh will be performing several select pieces on the Vietnamese zither, the monochord, and the bamboo xylophone. The first piece we'll hear is called The Legend. It was composed and arranged by Ms. Vaugh and will be played on the zither. Xin kính chào các quý vị khán giả. Hôm nay Vân Ánh rất là vui được quay trở lại chương trình của Trung tâm Văn hóa Âu Cơ. Và bản nhạc đầu tiên mà Vân Ánh muốn gửi đến tất cả các quý vị khán giả là bản nhạc Hò Hụi Huế. Như tất cả chúng ta đều biết rằng là trong suốt ba miền của chạy giải theo chiều dọc của đất nước Việt Nam có rất là nhiều những điệu lý, điệu hò. Thì với bản nhạc này cũng là Hò Hụi Huế, nhưng mà quý vị khán giả sẽ nghe thấy nó hoàn toàn mang tính chất rất là mới của thế kỷ 21, và cái phần làm hòa âm là do nhạc sĩ Nguyên Lê, người chơi đàn guitar jazz nổi tiếng thế giới và hiện đang ở tại Pháp. Cùng với tôi hôm nay là Savannah Joe Lạch. Motoko Honda. And Jimmy Nakagawa. Ah!
Bản nhạc tiếp theo mà Vân Ánh muốn gửi đến quý vị khán giả hôm nay là một bản nhạc mà Vân Ánh nghĩ là rất là có ý nghĩa với tất cả chúng ta. Dựa trên làn điệu Xe Chỉ Luồn Kim, Vân Ánh đã làm phần phối âm mới cho bản nhạc này và lấy tên là Patching Up. Vân Ánh nghĩ là tất cả chúng ta khi đã sang đây đều có những cái nỗi niềm riêng tư. Nhưng mà khi chúng ta đã ở bên này rồi thì tất cả chúng ta cùng đều nhìn về tương lai và cũng không còn phân biệt ai là ai, mà tất cả chỉ cùng nghĩ là chúng ta là người Việt Nam. Trong bản nhạc này, trong năm 2011 Vân Ánh đi về Việt Nam thì đã dành ra 2 tháng đi suốt từ Bắc cho đến Nam và thu và phỏng vấn tất cả nhiều những cụ già ngồi còn răng còn nhai trầu bòm bẻm mà răng vẫn còn đen. Rồi các bác nông dân ngay ở trên ruộng, Vân Ánh cũng lội xuống ruộng để thu và hỏi, nói chuyện. Bởi vì Việt Nam mình là một đất nước mà rất là yêu văn thơ và âm nhạc. Chính vì thế mà Vân Ánh đã thu kể cả những tiếng trẻ em chơi ở trên đường phố và những tiếng chim hót. Thì Vân Ánh đã thu nó và đã tạo thành một cái gọi là một cái sonic whip background cho bản nhạc này. Thì bây giờ Vân Ánh muốn mời tất cả quý vị khán giả cùng quay trở về Việt Nam cùng với Vân Ánh trong một cái khung cảnh mà Vân Ánh nghĩ rằng là sẽ đem lại cho tất cả chúng ta mỗi người một cái hồi tưởng rất khác nhau. Xin cảm ơn. Thank you.
Xin cảm ơn. Bản nhạc tiếp theo mà Vân Anh muốn chia sẻ cùng tất cả các quý vị khán giả là một thể loại âm nhạc tín ngưỡng của người miền Bắc Việt Nam, là hát Hầu Đồng Cô Đôi Thượng Ngàn. Bản nhạc này thì Vân Anh đã dàn dựng theo một cách rất là mới và đã đem bản nhạc này chia sẻ và chơi tại Thế vận ở London Olympic Music Festival năm 2012 và đã được rất nhiều khán giả nước ngoài cũng như người Việt đến buổi hòa nhạc của Thế vận hội Olympic đã rất là cảm động vì họ đã được quay trở lại với văn hóa của người Việt mình. Trên bản nhạc này thì Vân Ánh đã dám mạnh bạo đã đem cây đàn violin để thay cho cây đàn đáy của người Việt mình và để đem một cái âm hưởng thật là mới cho thể loại âm nhạc tín ngưỡng này. Nhưng mà trước khi mà Vân Ánh trình bày tiếp thì xin quý vị khán giả chịu khó nghe Vân Ánh lên dây đàn trước. Can I have a seat? Thể loại âm nhạc của người Việt mình là thuộc thể loại âm nhạc chỉ có mang ngũ cung, tính chất ngũ cung. Cho nên là mỗi khi mà chơi các bản nhạc khác nhau thì người chơi đàn phải lên dây rất là nhiều. Trong âm nhạc cải lương hay là tài tử, nhạc tài tử cũng giống như là nhạc hát chèo của miền Bắc Việt Nam thì các quý vị khán giả sẽ không thể biết được là các nghệ sĩ chơi nhạc của mình làm cái phần chuyển tông rất là giỏi hơn nhiều nhạc sĩ Tây. Tại vì mỗi một kép hát của mình đều hát một tông khác nhau. Kép nam, kép nữ rồi lại hát những cái hò khác nhau. Nhưng mà họ chỉ có chuyển tông rất là đơn giản mà không cần phải thay đổi nhiều về phần lên dây. Có thể nói là văn hóa Việt Nam của mình về văn hóa, về âm nhạc quả thật là rất là đáng tự hào khi mà Vân Ánh chia sẻ cái đó với cả các nhạc sĩ hàng đầu thế giới thì họ đều rất là ngạc nhiên là tại sao văn hóa của mình lại phát triển như thế. Nhưng mà Vân Anh cũng nói là tất nhiên rồi, tại vì mình có những 4.000 năm lịch sử cơ mà. Cảm ơn. Thank you.
Thank you, Ms. Vanessa Vaugh, Ms. Lojack, Ms. Honda, and Mr. Nakagawa for a very moving performance. Up next, we'd like to welcome back a group of, a young group of musicians that you've seen before from the Pacific Music Associations, and here they are to perform a few short numbers. Dẫu biết rằng chương trình đã quá 3 giờ rưỡi như ấn định, vì theo lời yêu cầu của một quý khán giả thân yêu có hiện diện ngày hôm nay, ban tổ chức mời nhóm Ất Hiểm của Nhạc viện Thái Bình trở lại trên sân khấu với những bản trình tấu của những bài nhi đồng. Yes, to reiterate what Thuy just said, we realize that we have gone a little bit over time, but of course we can't rush art, can we? Ladies and gentlemen, here again are the young performers from the Pacific Music Associations. Bye.
to say. It was given to me the day I was born. Want to know about the stories of the empire of old. My eyes say more me than what you dare to say. All I know of you is all the sights of war. A film by Coppola, the helicopters roar. One day I had to watch them mesmerized from the side of the stage. That was our first time seeing them on our stage, the first time for you as well. What an incredibly talented young group of performers. Thank you so much, the Pacific Music Associations from San Jose. Earlier tonight, we mentioned Oka Productions and its performers, many of whom were in Dem Hoa Dang. Up next, we have a number from our very own Oka youth group who wish to present a very contemporary concept of mixed cultures. Để kết thúc chương trình, hôm nay nhóm Oka Production sẽ trở lại với một màn trình múa gọi là gì thưa anh nhỉ? Để chào mừng mùa xuân rực rỡ đến năm 2014, bài chúng em sẽ trình bày là Ngày Xuân Về Long Phụng. Our next act, choreographed by one of Oka's very own TA, Tin Tha, and performed to the song Ngày Xuân Về Long Phụng. Here's our next act from the Oka Youth Group. Chúc
Thank you.
That was the light show from the Thurgood Marshall High School performers. Thank you to the light show performers. And that concludes our show for today. We hope you enjoyed it as much as I did. Yes, at this time, we'd like to invite the whole staff to come up on stage to give a... Come on, guys, don't be shy. All performers, please come to the stage, and we'll take a final bow. 찐찐 오케 đến đây là xin được tạm biệt và xin kính chúc quý vị một đêm an lành và hạnh phúc. Báo cho quý vị biết rằng bảo tàng viện sẽ mở cửa đến 5 giờ 15 nên nếu quý vị nào muốn được đi tham quan thì quý vị đi xem cho biết. Và một lần nữa toàn ban Âu Cơ xin kính chúc quý vị một đêm an lành và xin hẹn gặp vào kỳ tới. Also, I'd like to take this opportunity to introduce our pageant ladies in our audience. Thank you for joining us today. Thank you very much. That's our show. Hope to see you all next year.